Hôm nay chúng ta sẽ học qua một cái tứ giác đặc biệt, đó chính là hình thang. Thì để học tốt bài này, chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức cũ như sau. Thứ nhất, đó là định lý tổng các góc của một tứ giác mà chúng ta đã học ở bài trước. Thì chúng ta biết rằng tổng các góc của một tứ giác luôn luôn bằng 360 độ. Chẳng hạn như tứ giác ABCD thì sẽ luôn có được tổng 4 góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D luôn luôn bằng 360 độ. Và ngoài ra, cô muốn ôn lại cho các em một số kiến thức mà chúng ta đã học ở năm lớp 7. Thứ nhất, đó là nhận biết hai góc so le trong, hai góc đồng vị và hai góc trong cùng phía. Thì ở lớp 7 chúng ta đã học một cách rất là bài bản về những góc này. Tuy nhiên ở đây tụi con quan sát hình vẽ sau đây, thì ta nhận thấy hai góc so le trong là hai góc mà tạo nên hình chữ Z. Hai góc đồng vị là hai góc mà tạo nên cho chúng ta hình chữ F. Hai góc trong cùng phía là hai góc tạo nên cho chúng ta hình chữ U. Đó là cái cách, cái mẹo để chúng ta dễ dàng nhận biết được hai góc xoay trong, hai góc đồng vị và hai góc trong cùng phía nhanh nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhắc lại dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song cũng như tính chất hai đường thẳng song song mà ta đã học ở năm lớp 7. Thì dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song nói gì? Đó là nếu như chúng ta có hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau, hoặc hai góc đồng vị bằng nhau, hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau, thì ta sẽ có hai đường thẳng song song. Ngược lại, ta có tính chất hai đường thẳng song song như sau. Nếu như có hai đường thẳng song song thì chúng ta sẽ có được hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau và hai góc trong cùng phía bù nhau, tức là tổng số đo của chúng sẽ bằng 180 độ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay, đó chính là bài hình thang. Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa của hình thang. Thì các em quan sát cho cô hình vẽ sau đây. Tứ giác ABCD có hai cạnh đối AB và DC song song. Thì tứ giác ABCD này cô gọi đây chính là một hình thang. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được định nghĩa hình thang như sau. Hình thang là một tứ giác có hai cạnh đối song song. Khi đó hai cạnh đối song song ta sẽ gọi nó chính là hai cạnh đáy của hình thang. Và để cho dễ phân biệt thì ta còn gọi là đáy lớn và đáy nhỏ của hình thang. Hai cạnh còn lại ta gọi đó chính là hai cạnh bên. Từ A, cô vẽ đoạn AH vuông góc với DC tại H. Thì AH này chính là một cái đường cao của hình thang ABCD. Bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ sau đây. Cô có hình vẽ sau. Các em hãy chứng minh cho cô tứ giác ABCD ở hình vẽ trên đây là một hình thang. Thì ta nhận thấy góc A1 và góc B trong hình vẽ này ghép lại ra hình chữ Z. Tức là hai góc này sẽ nằm ở vị trí so le trong mà lại có số đo bằng nhau cùng bằng 60 độ. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là cạnh BC và AD song song với nhau nhờ vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song đã học ở năm lớp 7. Và tứ giác ABCD có hai cạnh đối BC và AD song song thì từ đó chúng ta suy ra được tứ giác này là hình thang. Vậy thì hai cạnh đối BC và AD trong hình vẽ này chính là hai cạnh đáy của hình thang. Còn hai cạnh còn lại AB và CD chính là hai cạnh bên. Vậy các em có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang? Thì ta có thể dễ dàng thấy được rằng hai góc kề một cạnh bên của hình thang luôn bù nhau, tức là có tổng số đo bằng 180 độ.
Bây giờ chúng ta sẽ qua chấm hỏi 2. Cho hình thang có đáy AB, CD, tức là chúng ta có hai cạnh AB và DC song song với nhau. Bây giờ câu A, cho biết thêm hai cạnh bên AD và BC cũng song song. Yêu cầu chứng minh hai cạnh bên AD và BC bằng nhau, đồng thời hai cạnh đáy AB và DC cũng sẽ bằng nhau. Thì như lớp 7 chúng ta đã biết, muốn chứng minh hai đoạn hai cạnh bằng nhau, ta đưa về chứng minh hai tam giác bằng nhau. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nối AC lại và đưa về chứng minh hai tam giác ABC và ADC bằng nhau. Các em về nhà làm phần này cho cô, xem như là một bài tập về nhà để chúng ta ôn lại kiến thức hai tam giác bằng nhau đã học ở năm lớp 7. Và từ cái kết quả này, chúng ta rút ra được nhận xét như sau. Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì chúng ta sẽ có được chứng minh được hai cạnh bên bằng nhau và đồng thời là hai cạnh đáy cũng sẽ bằng nhau. Đây chính là nhận xét thứ nhất. Còn nếu như hình thang ABCD có hai đáy AB và CD song song, lại có thêm hai đáy AB và DC bằng nhau, thì bây giờ các em hãy chứng minh cho cô hai cạnh bên AD và BC vừa song song vừa bằng nhau. Thì để chứng minh được điều này, chúng ta cũng sẽ đưa về chứng minh hai tam giác bằng nhau. Vậy thì từ kết quả cô B, chúng ta rút ra được một nhận xét nữa như sau. Nếu một hình thang có hai đáy bằng nhau thì ta sẽ có được hai cạnh bên bằng nhau và đồng thời hai cạnh bên cũng sẽ song song với nhau. Và đây chính là hai nhận xét ở trong sách giáo khoa trang 70. Bây giờ chúng ta qua một cái hình thang đặc biệt, đó chính là hình thang vuông. Thì các em quan sát hình vẽ sau đây. Ta thấy tứ giác ABCD trong hình vẽ này có hai cạnh đối AB và DC song song, thì đây chính là một hình thang. Tuy nhiên, hình thang này có một điều đặc biệt, đó là có góc A là góc vuông, thì đồng thời khi đó góc D cũng sẽ vuông theo. Vậy thì ta sẽ có cái tứ giác ABCD trong hình vẽ này chính là một hình thang vuông. Vậy thì hình thang vuông trước hết phải là một hình thang và có thêm một góc vuông. Bây giờ chúng ta sẽ củng cố lại những kiến thức đã học. Cho cô biết xem tứ giác ở hình vẽ sau có phải là một hình thang hay không? Vì sao? Chắc là các bạn đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Thì ta thấy rõ ràng góc G và góc H trong hình, hai góc này ghép lại tạo nên hình chữ U. Và góc G cộng góc H bằng 180 độ. Tức là ta có góc G và góc H chính là hai góc trong cùng phía bù nhau. Vậy thì từ đó ta sẽ suy ra được hai cạnh FG và EH song song. Nhờ vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Và từ đây ta có thể dễ dàng suy ra được tứ giác EFGH chính là một hình thang. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập 7A trang 71 sách giáo khoa. Cho ABCD là hình thang có đáy AB và CD, nghĩa là ta sẽ có AB và DC song song. Cho biết góc B bằng 40 độ, góc D bằng 80 độ, yêu cầu tìm X và Y trong hình vẽ này. Thì chúng ta có thể tìm X và Y trong hình vẽ này nhờ vào kiến thức tính chất của hai đường thẳng song song.
Ta có AB và DC song song, mà góc A và góc D là hai góc trong cùng phía, nên ta suy ra được là góc A và góc D sẽ bù nhau, tức là sẽ có tổng số đo bằng 180 độ. Từ đó, thay A là x, D bằng 80 độ vào, ta sẽ dễ dàng tính ra được x bằng 100 độ. Vậy tương tự, các em đã tính được y chưa nào? Ta sẽ dễ dàng tính ra được y bằng 140 độ, tương tự như là tính x, phải không nào? Về nhà, các em hãy học lại định nghĩa hình thang, biết cách xác định các yếu tố trong hình thang, học cho cô định nghĩa hình thang vuông, đồng thời ôn lại cho cô dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, tính chất hai đường thẳng song song mà chúng ta đã học ở năm lớp 7, và làm cho cô bài 7B, 7C, bài tập 8, 9, trang 71 sách giáo khoa.